Chào các bạn, mình là Tiến Chậm 94, đồng sáng lập của cộng đồng Senna Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đầu tư tự động Auto Invest ở trên Binance để mua coin DCA. Đây là một trong những cái cách rất là tiện để bạn DCA nếu như bạn đã có kế hoạch sẵn, bạn đã có tiền sẵn trong Binance. Ok, đầu tiên thì các bạn hãy nhìn lên màn hình của mình nhé. Ở trên màn hình của mình là kênh Senna Pro Trading của bọn mình. Và trên đây bọn mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức từ A đến Z cho người mới bắt đầu luôn. Các bạn có thể vào phần danh sách phát này để các bạn tìm cái bộ video có màu đỏ này. Đây chính là khóa học đầu tư coin từ A đến Z cho người mới bắt đầu. Và bạn chỉ cần xem cái bộ này thôi là bạn có thể từ không biết gì đến biết đầu tư coin và biết đi chơi tất cả mọi thứ cần thiết nhất là biết hết. Ok, ở đây nữa có một cái video là đầu tư coin không xem 3 năm sau rồi ạ. Mình tin rằng đây là một video rất là hay, nên là các bạn cứ xem đi. Bởi vì đây đang là trong thời kỳ downtrend, nên có thể các bạn nên xem những cái video như này của mình để các bạn có thể hiểu hơn, các bạn có thể có tinh thần hơn để các bạn đầu tư. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào Binance. Đầu tiên, đây là giao diện của Binance, các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và chúng ta sẽ di chuột vào Earn này. Các bạn có thể thấy nút Auto Invest không? Các bạn ấn vào nhé. Chờ một chút thì nó sẽ hiện ra. Đây là phần tự động đầu tư. Tự động đầu tư này tức là như nào? Tức là khi mà đến thời điểm đấy mà bạn hẹn, nó sẽ dùng đúng số tiền mà bạn chọn mua cái đồng coin đó. Ở đây nó sẽ có là 64 đồng coin available. Và tại đây bạn có thể nhìn thấy là BNB này, BTC này, ETH này, vân 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 vân. Bạn có thể ấn xuống để nhìn thấy nhiều hơn. Đó, ví dụ như ở đây thì mình sẽ chọn cái BTC đi. Và mình sẽ ấn Grid Plan. Tại đây thì nó sẽ hỏi bạn là mua với thẻ hay là với đô hay là với gì, BUSD vân vân. Ví dụ ở đây thì mình sẽ chọn là USDT để cho nó phân biệt ra. Và mình sẽ thử 100 đô nhá. Rồi, Use Fixed Balance. Ở đây thì bạn sẽ có thể dịch sang tiếng Việt để bạn đọc nhé. Đây, tài sản được quy đổi từ linh hoạt và được sử dụng cho các mục đầu tư tự động khi số dư này không đủ. Tức là như nào ạ? Nếu bạn tích vào đây thì nếu như cái số dư ở bên spot của bạn không đủ ấy, thì nó sẽ lấy tiền ở trong cái mục earn, cái mục mà bạn đang tiết kiệm ấy. Đó, cái mục stake ấy. Nếu như không đủ thì nó sẽ lấy tiền ở trong đấy ra. Vì thế nên là nếu như bạn có tiền, bạn muốn đầu tư và bạn vẫn muốn gửi lại, thì bạn có thể, ví dụ bạn cầm 5.000 đô, bạn gửi lại trước. Sau đấy bạn hẹn cái kế hoạch này, ví dụ 100 đô một lần. Và đến thời điểm mà spot không đủ thì nó sẽ lấy tiền ở trong kia ra, cứ từng phần một để nó mua. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ hẹn cái thời gian là ngày ấy, tháng này, tuần này, tuần đi. Ví dụ ở đây thì mình hẹn tuần. Đấy, xong rồi đấy là repeat vào ngày nào. Ví dụ như ở đây là mình sẽ chọn vào ngày Chủ nhật chẳng hạn, thì mình sẽ ấn là chọn Chủ nhật này. Lúc mấy giờ? Mình sẽ chọn là 11 giờ sáng AM này. Và sau khi đọc xong thì bạn sẽ thấy được là Grid Time, đây là thời gian chúng ta tạo. Và Auto Invest First Date, tức là ngày đầu tiên mà nó mua. Và mình sẽ ấn vào đây, Confirm. Ok, Plan Secure, Success. Tức là bây giờ chúng ta đã thành công để hiện ra rồi, có một cái kế hoạch rồi. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy My Auto Invest Plan. Ở đây bạn có thể chỉnh sửa này và tạm dừng này, đấy, pause. Hoặc là các bạn có thể để một cái động tác nào đó ở đây thì bạn chỉnh sửa, ví dụ tăng tiền này, giảm tiền này. Đó. Vậy nếu như sau khi đầu tư như này thì tiền của bạn nó sẽ vào đâu để bạn có thể thống kê. Ở đây ấy, khi mà bạn đã đầu tư như này rồi thì nó sẽ hiện ở đây này, Total Invest. Cứ mỗi lần bạn vào thì nó sẽ hiện ra ở đây là bạn đã tổng đầu tư bao nhiêu rồi. Và ở đây nó sẽ hiện cho bạn là cái số này lãi hay lỗ bao nhiêu. Và ở đây nó sẽ có thêm một cái tính năng khá là hay nữa là khi mà bạn đầu tư cái này, sau khi nó mua xong nó sẽ tự động gửi vào phần saving và nó tiết kiệm cái phần đấy luôn, nó tính lại luôn. Đấy cũng là một trong những cái khá là hay. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta đầu tư tự động DCA ở trên Binance như thế nào. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Chào các bạn.